Thì đầu tiên là câu hỏi là em sẽ trả lời câu hỏi là vi xử lý là gì. Thì vi xử lý hay còn gọi là bộ vi xử lý là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các transistor thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn. Khối xử lý trung tâm là CPU là một bộ vi xử lý được nhiều người biết đến, nhưng ngoài ra nhiều thành phần khác trong máy tính cũng có bộ vi xử lý riêng của nó, ví dụ như là cạc màn hình, chúng ta cũng có một bộ vi xử lý. Trước khi xuất hiện các bộ vi xử lý thì các CPU đã được xây dựng từ các mạch tích hợp cỡ nhỏ riêng biệt, mỗi mạch tích hợp chỉ chứa khoảng vài chục transistor. Do đó một CPU có thể là một bản mạch gồm hàng ngàn hay hàng triệu vi mạch tích hợp. Ngày nay công nghệ tích hợp đã phát triển, một CPU có thể tích hợp lên một hoặc vài vi mạch tích hợp cỡ lớn, mỗi vi mạch tích hợp cỡ lớn chứa hàng ngàn hoặc hàng triệu transistor. Nhờ đó công suất tiêu thụ và giá thành của bộ vi xử lý đã giảm đáng kể. Linh kiện điện tử thì là các phần tử rời rạc cơ bản có những tính năng xác định được dùng cho ghép nối thành mạch điện hay thiết điện tử. Còn transistor là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Vi mạch tích hợp hay là mạch tích hợp là tập hợp các mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn và linh kiện điện tử thụ động được kết nối với nhau để thực hiện được một chức năng xác định, tức là mạch tích hợp được thiết kế để đảm nhiệm một chức năng như một linh kiện phức hợp. CPU là viết tắt của chữ Central Processing Unit, là bộ xử lý trung tâm. Nó là các mạch điện tử trong một máy tính thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập xuất dữ liệu. Các chân I/O cơ bản do máy lệnh chỉ ra. Tiếp theo là vi điều khiển. Này, vi điều khiển thì bên trong nó sẽ có một cái con vi xử lý và nó gồm nhiều thành phần khác ở bên ngoài. Đây. Khoan, còn nói thêm vi xử lý thì có nhiều loại như là vi xử lý 4 bit cho tới vi xử lý 32 bit. Và bây giờ ngày nay là có vi xử lý 64 bit. Hệ thống vi xử lý. Một cái hệ thống vi xử lý thì nó sẽ gồm các loại vi xử lý có bộ nhớ và các cao ngoại vi của nó. Bộ nhớ thì dùng để là lưu chương trình cho vi xử lý thực hiện và lưu dữ liệu cần xử lý. Các ngoại vi dùng để xuất nhập dữ liệu từ bên ngoài và xử lý và điều khiển trở lại. Các khối này liên kết với nhau tạo thành một hệ thống vi xử lý. Còn vi điều khiển là một vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip. Nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển thực chất là một hệ thống bao gồm một vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp, kết hợp với các ngoại vi như là bộ nhớ, các module vào ra, các module biến đổi số sang tương tự sang số. Ở máy tính thì các module thường được xây dựng bởi các chip và mặt ngoài. Vi điều khiển thường được sử dụng để xây dựng các hệ thống nhúng. Nó xuất hiện khá nhiều trong các thiết bị điện tử, máy giặt và vi sóng, điện thoại, đầu đọc DVD, thiết bị đa phương tiện hay dây chuyền tự động. Hầu hết các vi điều khiển ngày nay được xây dựng dựa trên kiến trúc Harvard. Kiến trúc này định nghĩa 4 thành phần cần thiết của một hệ thống nhúng. Những thành phần này là lõi CPU, bộ nhớ chương trình thông thường là RAM hoặc bộ nhớ flash, bộ nhớ dữ liệu là RAM, một hoặc một vài bộ định thời và các cổng vào ra để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi và các môi trường bên ngoài. Tất cả các khối này được thiết kế trong một vi mạch tích hợp. Vi điều khiển khác với bộ vi xử lý đa năng ở chỗ là nó có thể hoạt động chỉ với vài vi mạch hỗ trợ bên ngoài. Kiến trúc Harvard thì phần này sẽ nói sao tiếp theo đó là về kiến trúc bộ nhớ vi xử lý. Thì kiến trúc bộ nhớ nó sẽ gồm có hai loại kiến trúc cơ bản, đó là kiến trúc von Neumann và kiến trúc Harvard.
Thì đầu tiên đó là kiến trúc Harvard. Nó có một cái định nghĩa đó là được dùng để chỉ những kiến trúc máy tính mà trong đó phân biệt rõ ràng bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình. Chúng có những đường truyền riêng để truy cập vào bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình. Đây đây là cái một cái hình. Đây, ở phía dưới là một bộ kiến trúc bộ nhớ kiểu Harvard. Thì nó sẽ có hai cái bộ nhớ độc lập với nhau. CPU giao tiếp với hai bộ nhớ độc lập nên cần hai bus độc lập. Vì độc lập nên có thể thay đổi số bit lưu trữ của từng bộ nhớ mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Ưu điểm của cái kiến trúc này đó là do chỉ có hai bus nên tốc độ truy xuất nhanh, tùy ý thay đổi số bit của ô nhớ. Nhưng mà khuyết điểm đó là kiến trúc phức tạp, phần cứng phức tạp. Còn kiểu kiến trúc Vonnegut thì kiến trúc này thì bộ nhớ giao tiếp với CPU thông qua một bus dữ liệu 8 bit. Bộ nhớ có các ô nhớ chứa dữ liệu 8 bit, bộ nhớ vừa lưu trữ chương trình và dữ liệu. Ưu điểm thì là kiến trúc đơn giản, về phần cứng nó đơn giản, nhưng khuyết điểm là do chỉ có một bus nên tốc độ truy xuất chậm, khó thay đổi dung lượng lưu trữ của ô nhớ. Tiếp theo là kiến trúc tập lệnh đi xử lý. Kiến trúc tập lệnh là một phần của kiến trúc máy tính liên quan đến lập trình, bao gồm các bản đĩa, các loại dữ liệu, hướng dẫn đăng ký, giải quyết. Chế độ kiến trúc bộ nhớ làm gián đoạn xử lý ngoại lệ. Và bên ngoài ô, một kiến trúc tập lệnh bao gồm một đặc điểm kỹ thuật của các thiết lập của ngôn ngữ máy và các lệnh bản địa thực hiện bởi một bộ xử lý cụ thể. Quay lại phần vi điều khiển, sẽ nói đến phần ứng dụng của vi điều khiển. Ở đây nó có một số cái ứng dụng của vi điều khiển như là đây là những cái sản phẩm mà tự động hay là những cái động cơ mà điều khiển tốc độ, điều khiển đèn giao thông, điều khiển đèn vân vân. Tiếp theo là con bích 16F887. Đây là cái con MX1687, là một loại vi điều khiển 8 bit tầm trung của hãng Microchip. MX1687 có kiến trúc Harvard, sử dụng tập lệnh kiểu RISC và có 35 lệnh cơ bản. Tất cả các lệnh được thực hiện trong một chu kỳ lệnh ngoại trừ các lệnh rẽ nhánh. Đây là loại cắm 40 chân. Ở đây nó sẽ chia làm các bọt, bọt A, bọt B, bọt C, bọt D và bọt E. Nó gồm có các đây. Điện áp hoạt động của nó là từ 2,5 tới 5,5V. Có đầy đủ các chức năng cần thiết của vi điều khiển như là 14 kênh ADC 10 bit, vân vân, thì 3 bộ timer, timer 0, timer 1, timer 2.
cái hình ảnh thực tế của nó. Dataset của nó.